Mọi người nhìn cái nấm này, mọi người có biết cái nấm này không? Đó, mọi người nhìn cái nấm này dùng cho Hà nhé. Cái nấm này không phải là nấm linh chi nữa nhé cả nhà nhé. Cái này là nhất đỉnh của nấm luôn. Cái nấm này người ta gọi nó là nấm thượng hoàng nhé cả nhà nhé. Người ta gọi cái này nó là nấm thượng hoàng. Cái này á, với cái này nè, thì mình á, nấm thượng hoàng, đúng rồi thơ. Cái này là nấm thượng hoàng đó. Thật sự mà nói mọi người biết không, cái nấm thượng hoàng này á là không có cần phải cắt đâu. Mọi người về nhà bẻ nó thôi là được. Cái thanh của nó như thế này này cả nhà. Mọi người cứ bẻ nó ra xong mọi người nấu nước uống nhé cả nhà nhé. Mọi người nấu nước uống đi, mọi người sẽ đi tiểu, mọi người nhìn cái nước tiểu của mình. Nó sẽ thấy nó khác hẳn luôn với cái mà mình không uống nhé cả nhà nhé. Một cái khay như thế này nhé cả nhà nhé. Thì Hà nói thật với cả nhà luôn á, cái khay thì nó lõm xuống như thế này. Cái nấm ấy thì nó tới xuống tới dưới này luôn. Nhưng mà thật sự mà nói á, khi mà Hà cân lên cả cái khay như thế này, nó là 1 kg. Nhưng mà Hà nghĩ thì chắc nó là mấy trăm, 500 gram hay là gì đó hơn gì đấy trong một cái hộp như thế này. Cân nó lên như thế này, nó là 1 kg luôn nhé cả nhà nhá. Cái này này, Hà bán với giá nhé cả nhà nhá. Bán với giá 132 đồng. Nấm thượng hoàng nha cả nhà nha, mọi người yên tâm luôn. Cái nấm này là một cái dạng nấm là Hà đã chọn lựa nấm ngon nhất nha cả nhà nha. Nấm ngon nhất là Hà bán đó. Nấm sắt lát linh chi Hà vẫn có nha. 1 kg một bịch 85 đồng. Mọi người biết ở đấy, nấm nó rất là nhiều loại nha cả nhà nha. Hà bán thì nhiều vô cùng luôn. Trước đến giờ Hà không bao giờ Hà lên live. Có những cái nấm như thế này không bao giờ Hà bán. Mọi người không bao giờ thấy Hà lên live đâu. Thường xuyên không thấy đâu. Nhưng mà Hà chỉ còn giống như là Hà lâu lâu ấy thì Hà có khi ấy, mấy chị em mình dặn Hà đó thì lúc đấy Hà có về ấy, Hà chừa lại cho mấy chị em. Thật sự Hà không có nhiều cho nên Hà không có dám lên like cho mọi người luôn. Mọi người nhìn cái thanh nấm linh chi nó như thế này đúng không cả nhà, sắt lát như vậy, nó nâu như cái cây gỗ như thế này luôn đó cả nhà, nó như cây gỗ như thế này luôn. À, đây nhé cả nhà nhé, nhìn ở đây thì nó rõ lắm, nó không sẽ không có đều bởi vì khi mà cái nấm nó tròn thì nó cắt lên nó có những cái khúc dài, nó có những cái khúc ngắn nhé cả nhà nhá. Những cái như thế này, một bịch của nó như thế này á là Hà bán 85 đồng nha cả nhà nhá, 85 đồng một bịch 1 kg nha cả nhà nhá. Còn cái nấm thượng hoàng này á là 132 đồng một bịch như thế này. Nó lại có một cái khay ở dưới như thế này, nó bằng cói như thế này để mọi người tặng cho ai đấy, nó cũng rất là tiện luôn nhé cả nhà nhá. Đây đó, mọi người thấy không, cái nấm thượng hoàng này nó như vậy nha cả nhà nha. Mọi người đừng mọi người nhìn như thế này á, mọi người thấy cái đốm như thế này, mọi người đừng có sợ, đừng có lo nghĩ cái gì hết. Nấm thì nó mọc tự nhiên lên thì nó sẽ như thế này, nó là bình thường. Nó sẽ có những cái đốm như thế này, nó là bình thường nha cả nhà nha. Tức là cái nấm nó là tự nhiên, nó là như vậy đấy, cho nên là mọi người đừng có lo, mọi người đừng có lo cái này, cái sản phẩm này nó như thế này, nó là như vậy nhá. 132 đồng, mọi người sử dụng nó mọi người sẽ thấy được nó là thật sự nha. Mọi người biết không, cái nấm này nó còn ngăn ngừa được những cái tế bào ung thư nó phát triển luôn đó cả nhà, thật sự luôn ấy. Thì mọi người biết rồi, những người mà bệnh nhân mà ung thư ấy thì mọi người biết rằng người ta sẽ không có ăn những cái đồ bổ, không ăn đồ bổ nha cả nhà nha. Ăn rau củ quả, uống nước nấm, uống nước sâm, không ăn thịt, không ăn những cái chất bổ nha cả nhà nha. Những cái chất đạm nhiều, những cái chất đấy ấy, là cái chất chỉ có nuôi những cái con ung thư thôi. À, nói thật luôn, những cái này này nó sẽ ngăn ngừa cái tình trạng ung thư cho mình luôn nhé cả nhà nhá. Uống cực kỳ tốt luôn, những cái nấm như thế này nhé cả nhà nhá. Cái này á là 85 đồng một bịch một ký. Cái này là 132 đồng. Mọi người ơi, có điều kiện khi Hà có Hà mới dám like lên như vậy, sẽ không có nhiều nhé cả nhà nhá. À, chỉ nấu nước uống hay nấu súp ăn được không chị? Không, cái này là chỉ có nấu nước uống thôi em nhé. Nấu nước uống. Mình uống thật sự mà nói ấy nha, Hà nói thật luôn ấy, mọi người cứ dùng thực phẩm chức năng một thời gian đi, mọi người sẽ thấy cơ thể mình nó hoàn toàn nó khác hẳn luôn. Hà nói thật luôn á, mọi người đừng có nghĩ mình đợi đến lúc mà mình bệnh rồi xong lúc đấy á mình đi kiếm những cái viên thuốc ấy mình uống, hoặc là đi kiếm những cái này đó là mình đi chữa bệnh đó, chứ không phải là mình đi chữa bệnh nữa, chứ không phải là mình, không phải là mình ngăn ngừa bệnh đâu. Còn những cái thực phẩm chức năng Hà bán như thế này ấy thì bây giờ đúng thật là mình nghĩ là mình không có cần, đúng không? Ok, mình không cần, mình không uống. Nhưng mà mọi người biết không, uống vào ấy thì nó mới là cái mà nó là thực phẩm chức năng để nó hỗ trợ cho mình những trong những cái việc mà giống như là mình ngăn ngừa bệnh tật cho mình, chứ không phải là mình ấy đâu. À, cái này, những cái này là Hà nói thật luôn ấy, là Hà có những người khách ấy là cứ phải dặn nấu nước uống thế nào vậy chị nấm thượng hoàng, em cứ bỏ vào em nấu nước lên em uống thôi, cứ bỏ vào nước, mình cứ bẻ nó ra như thế này, mình do mình muốn nấu bao nhiêu người uống, nấu nồi như thế nào. Hà thấy có người á,
người ta nấu một lần thôi là người ta đổ đi. Có nhiều người á, người ta uống hết một lần xong rồi, hoặc là người ta đổ ra cái chai, cái ly, đổ những cái ca, xong người ta lại nấu lại thêm một lần nữa. Nếu mà mình tiết kiệm thì người ta lại nấu lại, nhưng mà tất nhiên nấu lại thì nó sẽ loãng đi rồi. Có đắng không Hà? Chắc chắn là nó có vị đắng đấy. Những cái này là chắc chắn nó có vị đắng đấy. Thì nếu mà nó đắng quá thì mình sẽ làm nước loãng ra. Cái này nó rất là dễ bẻ nha cả nhà nha. Nhưng mà nấm linh chi mọi người, nấm linh chi mọi người nhìn đi, không có bẻ được đâu. Cái này là người ta phải dùng máy cắt, người ta cắt đó mới được. Cái nấm linh chi này nó cứng lắm. Còn cái nấm thượng hoàng này á thì nó rất là nhẹ nha cả nhà nha. Mình chỉ cần bẻ như vậy là được. Đấy, những cái miếng nấm của nó như thế này. Nấm thượng hoàng không bao giờ có to nhé cả nhà nha. Không bao giờ có to như cái nấm linh chi đâu. Cái nấm linh chi nó to cỡ này nè. Mọi người thấy một cái thanh nấm linh chi mà nó dài cái cỡ như thế này thì mọi người biết là cái cây nấm, cái nấm nó rất là to như vậy rồi. Đấy, nên là mọi người biết không? Đấy, Hà chốt nha. Chị em hỏi nấm linh chi nhé. Một gói nấm linh chi Loan nè. Nấm là chắc chắn nó đắng rồi đấy. Huyền, chào em. Loan Thị Trần. Và Thùy Thanh này. Nào giờ nói thật với cả nhà, thấy ở đấy Hà không có like mấy cái này đâu, tại vì nó về được ít lắm. Mỗi lần về đơn hàng 2-3 bịch, xong bắt đầu cái Hà phải, những khách dặn ấy, thì Hà phải giao cho người ta trước. Xong rồi nó còn sót lại vậy đó, 1 bịch, 2 bịch, chứ hàng về liên tục ấy, thì có thể là nó còn dư ra như vậy ấy. Thì Hà mọi người có ấy cho mọi người mình xài thôi. Nấm linh chi này là 85 đồng nè, 85 đồng một bịch một ký nè, đó. Đó. Mà mọi người biết không, cái nấm linh chi này nó hay lắm, là biết mọi người biết sao không? Hà lấy á, là của bên công ty á, người ta, cái người mà bà ở trong công ty á, người ta lại có em người ta làm ở trong cái xưởng nấm luôn nhá. Có khi á, mọi người biết không, Hà đặt á, có nhiều người nói Hà đặt nửa ký, cái tự dưng cái Hà cái lúc ấy thì tại vì mọi người không biết nói, Hà nói giống như vậy, hay là lúc đấy có cái việc gì đấy trong người, mọi người nói không biết làm sao ấy, không biết nghe sao ra nửa ký, là ta lấy cái bịch một ký này luôn đóng vào cho Hà không, bởi vì cái bịch kia nó dài vậy luôn mà đóng có nửa ký. Hà nói là thôi cứ đóng một ký luôn đi, tại vì cái này nó mọi người cứ để lâu, mọi người cứ xài để những cái chỗ thoáng, và không tránh ánh nắng này kia, tránh ẩm, thì là mọi người cứ xài, mọi người cứ nấu nước uống thôi, rất là ok luôn. Đấy, nó như vậy đó. Còn cái nấm thượng hoàng này thì mọi người biết rồi đấy, khỏi chê nó rồi, nó là vua trong các loại nấm rồi nhá cả nhà nhá. 132 đồng, Hà nghĩ nó không hề mắc. Hà nói thật luôn, nếu mà nấm thượng hoàng, nếu mà mọi người mua cái đồ nó tốt nhá cả nhà nhá, với những cái này nè, Hà bán cho những người, nói thật luôn đó nha, mua mà khách của Hà mua cho cô, cho dì, cho này, cho kia, cho mẹ mình uống luôn nhá. Rồi nhiều khi Hà còn phải gửi về Việt Nam cho là khách mình ở đây mua về cho mẹ ở bên Việt Nam luôn, mua cho dì, cho cô luôn ở bên Thụy Sĩ này nọ kia luôn nhá, là mua như vậy luôn á. Tại vì người ta không có tin đâu hết, bây giờ người ta cứ mua cái của Hà thôi, là cứ có cái gì á là về, cái là cứ đặn trước vậy đó. Hà có về là Hà cứ vậy là đóng là gửi thôi đó, vậy đó. Cho nên là mình có là mình cứ có, là có điều kiện, có dịp là mình cứ mua thôi.